Thì kế tiếp là cái thông tin liên quan đến một công ty mà chúng ta cũng khá quen thuộc. Đó chính là công ty gì? Đó chính là công ty ngân hàng nổi tiếng JP Morgan. Thì các bạn thấy được là thông tin ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là JP Morgan nói là sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng của ngân hàng JP Morgan để có thể là đầu tư vào Bitcoin thông qua ủy đầu tư của JP Morgan. Thì các bạn cũng đã nhớ ngân hàng JP Morgan Thì bước đầu tiên là Jimmy Diamond gọi Bitcoin là lừa đảo Hoa Kỳ sẽ cấm Bitcoin vào năm 2017 Lúc đó giá Bitcoin đi đi xuống Các bạn được đây là cái bài viết của ngày 16 tây tháng 9 năm 2017 Lúc mà CEO của JP Morgan gọi Bitcoin là một trò lừa đảo Sau đó thì các bạn thấy được là bước thứ nhì là công ty jp morgan đi thu mua bitcoin như là các bạn thấy được là sau đó thì đã có cái thống kê là công ty jp morgan đi thu mua bitcoin ngày mấy các bạn thấy được đây là vài ngày sau khi mà công ty gọi bitcoin là một cái trò lừa đảo và hoa kỳ sẽ cấm bitcoin thì sau đó công ty jp morgan lại đi thu mua bitcoin bước thứ ba là sẽ PR và nó Bitcoin sẽ đạt tới 146 đô sau khi mà đã thu đủ Bitcoin rồi. Đây là cái bài viết được chia sẻ hồi tháng 1 của năm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2021 này. Và cái bước thứ tư đó chính là dùng Bitcoin đã thu mua để cung cấp dịch vụ cho khách hàng năm 2021. Cho nên các bạn đừng tin gì họ nói và hãy nhìn cái gì họ làm. Và các bạn hãy đừng ngân hàng. JP Morgan bây giờ đã chuẩn bị đưa ra dịch vụ để mà cung cấp cho khách hàng đầu tư Bitcoin Thông qua quỹ của ngân hàng thì cũng tương tự như là một cái thông tin chúng ta đã nói tới gần đây. Đây là thông tin chúng ta chia sẻ ngày 17 tháng 3, đó chính là Morgan Stanley sẽ cung cấp dịch vụ đầu tư Bitcoin cho những khách hàng mà có tiền của công ty đầu tư Morgan Stanley. Thì đương nhiên các bạn thấy được là JP Morgan có thích Bitcoin hay không, hay là không thích Bitcoin cũng không quan trọng. Cái điều quan trọng là bây giờ là ngân hàng JP Morgan không thể nào mà đứng yên để cho những ngân hàng khác có thể là cung cấp dịch vụ này và kiếm được rất nhiều tiền trong thị trường crypto cho nên các bạn thì được là tin hay không tin chấp nhận hay là không chấp nhận cũng không quan trọng cuối cùng những ngân hàng cũng sẽ buộc để mà cung cấp những dịch vụ này mà thôi tại vì bây giờ người dân có nhu cầu đầu tư mà nếu như khách hàng mà có nhu cầu đầu tư mà ngân hàng JP Morgan không có hỗ trợ thì những khách hàng sẽ đi qua bên một cái ngân hàng khác và không có tiếp tục sử dụng ngân hàng JP Morgan nữa và đây là một điều rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là thường thì một người đó khi mà họ là khách hàng của một cái ngân hàng thì họ sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau có thể là họ vay mượn nợ để mà mua bất động sản từ cái ngân hàng này họ có thể là có cái chương mục gửi tiết kiệm họ có thể đầu tư vào chứng khoán thông qua cái ngân hàng đó cho nên có rất nhiều những cái dịch vụ các bạn có thể bán cho một khách hàng để mà kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho nên khi mà một khách hàng mà muốn đầu tư bitcoin mà ngân hàng các bạn không hỗ trợ mà cái ngân hàng khác hỗ trợ thì họ sẽ qua ngân hàng khác và sau đó cái ngân hàng mới đó sẽ từ từ lôi kéo họ để mà kêu họ gửi hết tiền từ ngân hàng bên kia qua ngân hàng bên này tất cả những dịch vụ đầu tư đều đi từ ngân hàng bên kia qua ngân hàng bên này cho nên thất thoát sẽ rất là lớn cho nên tin hay không tin thì những ngân hàng cũng sẽ phải chấp nhận để mà hỗ trợ bitcoin và thị trường crypto này đây là thông tin liên quan tới JP Morgan sẽ hỗ trợ khách hàng của họ để đầu tư vào Bitcoin và đây là một điều cũng rất là thú vị tại vì công ty JP Morgan này, đã, ngân hàng này họ không chỉ riêng là có một sản phẩm Bitcoin thì những cái người khách hàng có thể đầu tư Bitcoin thông qua họ mà đây là một quỹ đầu tư mà họ sẽ quản lý liên tục có nghĩa là đây là một cái quỹ chủ động họ sẽ mua bán trong cái quỹ này để kiếm được lợi nhuận cho khách hàng của họ chứ không phải là chỉ đầu tư lưu trữ bitcoin rồi bitcoin giá lên xuống thì lợi nhuận sẽ đến từ đó mà ngân hàng jp morgan sẽ liên tục chủ động quản lý mua bán trong cái quỹ này để kiếm tiền cho khách hàng đây là thông tin liên quan tới jp morgan mà thùng muốn chia sẻ với các bạn điều kế tiếp thùng muốn nói với các bạn đó là ngày hôm nay thì charlie lee Charlie Lee đó chính là founder của Litecoin đã được mời lên trên CNBC để mà chia sẻ về Litecoin thì đây là một cái hiện tượng mà cho thuận nhớ lại năm 2017 lúc mà thời điểm nóng bỏng là cái lúc mà các bạn thấy được là những cái chủ dự án những cái người mà sáng lập dự án được mời lên trên CNBC mời lên Yahoo Finance để mà nói về dự án của mình và năm 2017 đó thì Charlie Lee cũng đã lên CNBC rất nhiều lần thì hôm nay cũng như vậy và các bạn cũng đã biết là Charlie Lee là một người mà trước đây làm việc cho Coinbase là giám đốc công nghệ của Coinbase Sau đó thì mới sáng chế cái đồng Litecoin Và năm 2017 đó vì cái áp lực dư luận cho nên Charlie Lee đã bán hết đồng Litecoin của mình Và người ta thường hay chọc Charlie Lee là một người mà bắt đỉnh rất là tốt Tại vì sau khi ông ta bán hết đồng Litecoin À, khi mà bán đó, thì đương nhiên là giá vẫn còn cao thì Charlie Lee đã chia sẻ là bán đi để cho giảm bớt đi cái dư lượng tại vì mỗi lần ông ta thuyết về Litecoin thì mọi người đều chỉ trích là Charlie Lee đang lưu trữ nhiều Litecoin cho nên mới nói tốt về Litecoin thì ông ta bán nhưng mà bán ngay cái đỉnh luôn của năm 2017 có nghĩa là sau đó giá sập xuống rất là nhiều cho nên mọi người đều nói là Charlie Lee rất là giỏi, bắt đỉnh. Nhưng mà Charlie Lee đó thì lên trên CNBC để mà nói về Litecoin thì đây cũng là một điều tốt đương nhiên các bạn thấy được là Litecoin được nói tới và CBC là một trong những cái đài mà có rất nhiều người tài chính quan tâm thì đương nhiên đây là một trong những cái chương trình mà được nhiều người biết tới và Litecoin sẽ có thêm nhiều người biết tới nhưng mà khi mà Thuận nghe cái đoạn phần vấn này nó không có dài nhưng mà Thuận thì cảm thấy là thiếu mất đi một cái phần rất là quan trọng Tại vì khi mà hỏi về Litecoin đây thì Charlie Lee thì cũng sử dụng những cái ngôn ngữ mà chúng ta thường hay quen thuộc như là Bitcoin là vàng điện tử thì Litecoin là bạc điện tử Nhưng mà sau đó thì trời lại nói tới cái bản chất của Litecoin là nhiều hơn Bitcoin 4 lần Và tốc độ thì nhanh hơn 4 lần Một lóc của Bitcoin là khoảng trung bình 10 phút theo lốc của Litecoin là trung bình là 2,5 phút Thì cái số lượng tối đa thì cũng cao hơn là 4 lần Nhưng mà thường nghĩ là cái câu chuyện tốt hơn của Litecoin đó chính là cái câu chuyện nhắm vào Bitcoin bây giờ là một vàng điện tử Và Bitcoin bây giờ đã trở thành một cái loại tài sản lưu trữ giá trị Thì Litecoin cũng có thể làm được điều này Đây là một điều mà Charlie Lee không có nhắc tới Tại vì đây là câu chuyện mà những người đầu tư Trong thị trường tài chính rất là quan tâm đến Đó chính là cái tài sản lưu trữ giá trị Và mình không làm được thì Litecoin cũng sẽ làm được Điều này vẫn chưa được nói tới trong các phỏng vấn ngày hôm nay Cho nên thường cảm thấy là cũng Khá thiếu sót trong vấn đề này Nhưng dù sai nữa đây cũng là một thông tin tốt Cho những bạn nào mà lưu trữ Litecoin thôi đương nhiên cũng lưu trữ một số like con, con số không nhiều Nhưng mà đã lưu trữ từ nhiều năm Thông tin kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là liên quan đến Cardano Đây là một cái bài phỏng vấn cũng khá là dài Và trên một cái uh, tờ báo rất nổi tiếng Đó chính là tờ báo Forbes Tạp chí Forbes Thì uh, đây là bài phỏng vấn liên quan đến Cardano Thì uh, đây là một điều rất tốt Tại vì Forbes là một cái... Uh, tờ báo lớn và phỏng vấn về Cardano là một trong những điều mà sẽ khiến cho nhiều người biết tới thêm về Cardano thì có rất nhiều những câu hỏi trong cái bài phỏng vấn này nhưng mà một trong những câu hỏi mà tôi nghĩ là nhiều người trong thị trường crypto này quan tâm tới nhất đó chính là cái câu hỏi liên quan đến cái sự kiện staking thì hiện bây giờ đó Forbes nó hỏi cho Hutchinson của Cardano đó chính là bây giờ đó thì hơn 70% của Cardano đang được tham gia vào staking Polkadot thì khoảng chỉ 64% đã được staking Ethereum thì bây giờ staking rất là thấp tại vì các bạn thấy được là staking chỉ mới bắt đầu mà thôi và Ethereum staking bây giờ là khoảng 3% khi khi nào mà chúng ta có Ethereum 2.0 thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái phần trăm staking sẽ cao hơn thì cái câu hỏi đó là trên một mạng lưới thì stake bao nhiêu mới là cái phần trăm hợp lý đương nhiên các bạn không thể nào mà có một mạng lưới mà một trăm phần trăm đem stake hết thì ai sử dụng và ngược lại các bạn không muốn có một cái mạng lưới mà cái phần trăm staking quá thấp tại vì staking càng nhiều thì cái phần đó coi như không được lưu thông thì sẽ tốt cho giá cả vân vân cho nên cái phần trăm staking nó phải hợp lý nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn không biết được phần trăm bao nhiêu là hợp lý nhưng mà Cardano thì cái phần trăm tham gia vào staking rất là nhiều tới 70% phần trăm thì có hợp lý hay là không thì cho Sasson trả lời một cách mà thường cảm thấy là cũng khá là làm cho nhiều người suy nghĩ tại vì tại vì các bản thông thường cũng không nghĩ đến cái vấn đề này đó chính là mạng lưới này với mạng lưới khác chúng ta không thể nào mà so sánh cái phần trăm staking bao nhiêu được tại vì mỗi cái mạng lưới đều khác nhau giống như là chúng ta nói tới Ethereum đi bây giờ các bạn có thể tham gia vào staking Ethereum 2.0 nhưng mà tại sao mà cái số lượng người tham gia vào staking thấp Lý do là tại bây giờ staking ETM 2.0 nên các bạn phải lock cái token đó lại Và có thể chờ tới cả năm sau mới có thể lấy ra được Cho nên cái thời gian đó đối với nhiều người quá lâu Cho nên họ không muốn mạo hiểm như vậy Ngược lại Các bạn thấy được là staking trên mạng lưới Cardano Các bạn có thể là stake Thông qua cái ví cá nhân các bạn, thông qua ví chữ lạnh vân vân Nhưng mà cái số lượng stake đó các bạn không cần phải lock lại Lúc nào các bạn có thể rút ra Cho nên rất dễ dàng để được di chuyển cho nên các bạn không thể nào mà so sánh giữa cái hệ thống này với cái hệ thống khác và đương nhiên staking ngoại trừ việc là các bạn có thể là có được cái tiền lời staking các bạn nhận được cái phần thưởng đó các bạn cũng có thể là có cái cơ hội để mà bỏ phiếu trên mạng lưới khi mà các bạn tham gia vào staking thì đây là một câu trả lời chung chung của Cardano và đối với Cardano khi mà stake trên mạng lưới Cardano thì cái số lượng mà tham gia vào staking đó, đó thì cái tính thanh khoản rất là cao cho nên nhiều người nghĩ là Cardano stake 70% thì cái số lượng trên thị trường nó chỉ là 30% mà thôi thì có nghĩa là cái số lượng Cardano nếu như mà tung ra hết mà không staking đó, thì giá sẽ đi xuống rất là nhiều tại vì còn rất nhiều Cardano không có trên thị trường, tại vì đang tham gia vào staking, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Đối với cho Harrison thì cái số lượng Cardano tham gia staking lúc nào cũng có thể dùng để mà trading hay là rút ra khỏi staking để mà bán. Cho nên vì lý do đó, cái số lượng Cardano có trên thị trường không phải là cái số nhỏ mà là cái số lớn hơn nhiều người tưởng tượng. Tại vì khi mà stake Cardano thì cái số lượng Cardano đó tính thành thoại rất là cao. Tôi hy vọng là các bạn hiểu cái cách suy nghĩ của Charles Hoskinson khi mà trả lời câu hỏi này. Thì chúng ta bây giờ nói tới một cái thông tin khác mà nhiều bạn cũng hỏi thường đó chính là liên quan đến token chứng khoán trên sàn Binance. Thì các bạn thấy được là thông báo mới nhất được chia sẻ đó chính là sàn Binance.com lại có thêm 3 chứng khoán có thể giao dịch dưới cái dạng là token chứng khoán. Và thường nói tới là Binance.com chứ không phải là Binance US. thì bây giờ Binance US nghĩa là cái phiên bản Binance của Hoa Kỳ không có cái chức năng giao dịch stock token này. Và thực ra mà nói một người Hoa Kỳ các bạn cũng không cần phải giao dịch stock token thì các bạn có thể uh, mở một cái chương mục như là Weibo hay là các bạn có thể sử dụng Robinhood để mà đi mua cổ phiếu cho nên cũng không cần phải tham gia thông qua cái dạng stock token này. Nhưng mà như mà nào mà con thú đó thì ba cái cổ phiếu token sẽ được lên trên sàn của Binance là gì. Thứ nhất là MicroStrategy là bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, Apple bắt đầu từ ngày 28 tháng 4. Microsoft bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 Thì khi mà các bạn thấy được những cái stock token này đó Những cái token chứng khoán này Thì đây là những cái token chứng khoán được đảm bảo Bởi cái số lượng cổ phiếu thật sự quỹ khác Cho một công ty ở nước Đức Đó chính là CM Equity AG Cũng như đứng sau lưng những cái token cổ phiếu này đó Là có cổ phiếu thật sự đang được lưu trữ Và những người nào mà giữ cái token này Sẽ nhận được cổ tức Cũng như là nhận được những cái ưu đãi như là nếu như mà stock nó bị chia đôi, bị split thì những người giữ token cũng có thể là nhận được cái lợi ích đó, cũng như là những người nào mà đang lưu trữ những cái token này, cũng như là các bạn có thể mua cái số lượng token phần trăm nhỏ hơn là cái giá của cổ phiếu trên sàn. Có nghĩa là các bạn sẽ được là một cái cổ phần có thể là đáng giá là 200 đô nhưng mà các bạn có thể mua một phần của cái cổ phần đó thông qua cái token chứng khoán này có nghĩa là bạn không cần phải mua nguyên một cổ phần mà có thể mua một phần của cổ phần thì một trong những cái câu hỏi được đặt ra bây giờ là pháp lý như thế nào tại vì cái vấn đề này đó thật sự rất là mới thì có thực sự là hợp pháp hay là không thì hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có nghe nói chính thức nhưng mà hiện bây giờ thì những cái nhà lập pháp ở châu Âu đó đang tìm hiểu về cái cách mà đưa ra cái token chứng khoán của Binance có hợp lý hay là không. Bây giờ thì vẫn chưa có thông tin gì chính thức và cũng chưa có phải là một cuộc điều tra đây chỉ là đang tìm hiểu mà thôi thì những cái token chứng khoán này đó đây là một cái dạng gọi là chứng khoán thực sự hay là đây là một cái hợp đồng đây là một những câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa có câu trả lời và đối với lại binance thì hiện bây giờ những người sử dụng chỉ có thể mua và bán và cái token này mua và bán sẽ trực tiếp với lại cm equity ag chứ không phải là với những người trên sàn của binance cho nên không cần phải đưa ra những cái chứng từ liên quan đến chứng khoán hay gọi là prospectus. Mỗi lần mà các bạn mua bán những cái chứng khoán thì phải có một cái chứng từ gọi là prospectus để mà đưa cho những người mà muốn mua trước khi mà họ mua, họ phải có cái giấy tờ prospectus đó thì các bạn phải cung cấp cái prospectus đó thì họ mới có thể là mua được. Nhưng mà Binance là không cần, tại vì chỉ có thể mua bán trực tiếp đối với công ty CM Equity AG mà thôi, chứ không phải là dựa những người trên sàn của Binance. Thì chúng ta hãy tiếp tục để xem coi tình hình như thế nào Thuận thì cũng không có rõ Tại vì các bạn thì đây là một cái vấn đề rất là mới Bây giờ thì những cái sàn crypto thì lại bắt đầu có những cái sản phẩm liên quan đến chứng khoán Và đương nhiên đây là một cái sự đa dạng quá mà cũng là một cái nhu cầu rất là lớn Các bạn thấy được là một trong những cái câu hỏi thường thường hay nhận được là làm sao để mua cổ phiếu Tesla hay là cổ phiếu Coinbase hay là Chỉ nếu các bạn sống ở Việt Nam, các bạn sống ở những quốc gia khác mà không phải ở Hoa Kỳ thì rất khó khăn để các bạn mua được các bạn có thể là đương nhiên thu mua những hợp đồng nhưng mà cái dạng token chứng khoán như là binance là một cái loại cũng rất là mới và cái nhu cầu cũng rất là cao chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem con là diễn biến sẽ như thế nào và sang binance là một sàn mà các bạn cũng đã biết là rất là chú tâm về cái phương diện pháp lý cho nên thùng đi không nghĩ là sàn binance sẽ làm ẩu như vậy tại vì các bạn cũng đã thấy được đây là cái thông tin của Binance.us như là Binance ở Hoa Kỳ chứ không phải là Binance.com Nhưng mà Binance ở Hoa Kỳ cũng đã chi ra rất là nhiều tiền để mà mời được Brian Brooks Brian Brooks mà con đã biết là người đứng đầu của OCC hay chúng ta có thể hiểu đơn giản là một cái ban quản lý những cái ngân hàng của Hoa Kỳ thì sau khi Brian Brooks rời khỏi cái vị trí của mình là người đứng đầu của OCC thì đã tham gia vào sàn Binance.US với cái chức vụ là CEO và CG có nghĩa là người đứng đầu của Binance nói chung sẽ trở thành một thành viên của hội đồng quản trị của Binance.US. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông tin liên quan đến cái số lượng Bitcoin và Ethereum trong vòng thời gian 24 giờ qua thì gửi vào nhiều hay là lấy ra nhiều thì các bạn thấy được là cũng không nhiều là quá đặc biệt chúng ta nhìn vào tình trạng là một hai ba ngày qua đi đây là tình hình của bitcoin thì trong vòng 3 ngày qua thì cái số lượng rút ra nhiều hơn là gửi vào nhưng mà không có đáng kể các bạn thấy được là những cái à, thanh màu đỏ này đi xuống nhưng mà không có nhiều các bạn thấy được trên màn hình trên cũng không gì gọi là quá đặc biệt chúng ta nhìn vào ethereum thì ethereum sau khi mà có cái số lượng ether được đưa vào sàn À, cũng khá nhiều vào ngày 22 tháng 4 Thì các bạn thấy được là trong vòng 3 ngày qua 1, 2, 3, 3 ngày qua thì cái số lượng cũng không đáng kể Và cái tình hình của ngày 25 tây, ngày hôm qua Thì nhiều Ethereum rút ra hơn là nạp vào Nhưng mà trên căn bản, à, những cái tài liệu on-chain ngày hôm nay Thì cũng giống như là ngày hôm qua Cho nên thường không có dành thời gian để mà chia sẻ nhiều trong cái video này